ngoài việc làm tốt công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài những năm qua trường cao đẳng long an còn đẩy mạnh công tác đào tạo tay nghề chuyên môn kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương Hiện trường Cao đẳng Long An mở gần 30 ngành nghề đào tạo, trong đó nổi bật là các ngành như công nghệ ô tô, lắp đặt thiết bị cơ khí, kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp. Ngoài lý thuyết, sinh viên còn được thực hành cùng các trang thiết bị tiên tiến, hướng đến tiếp cận với thực tế của doanh nghiệp nhanh nhất và hiệu quả nhất. Thì đối với trang thiết bị đó, nhà trường thì căn cứ vào cái ngành nghề thực tế thì nhà trường sẽ có những cái thiết bị, những cái mô hình phù hợp với ngành nghề đó rồi hiện tại trong các cái xưởng thì nhà trường cũng có rất nhiều các xưởng phù hợp với từng ngành nghề và nhà trường sẽ khai thác hết tất cả các cái thiết bị à, hiện có nhà trường cái thứ hai nữa là nhà trường sẽ có hợp kết hợp doanh nghiệp để đưa sinh viên đến các cái doanh nghiệp à, nhằm mục đích là tiếp cận được cái thực tế sản xuất để công tác tuyển sinh đạt hiệu quả, nhà trường đã phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông để tổ chức nhiều buổi hướng nghiệp cho học sinh. Nhờ đó mà 6 tháng đầu năm nay, trường đã tuyển sinh hơn 3.000 sinh viên. Bên cạnh đó, trường còn kết nối với hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn, tạo điều kiện để kết nối giới thiệu việc làm cho sinh viên. Thì à, Trong những năm qua, thì à, trường đã tập trung là nâng cao chất lượng à, đội ngũ nhà giáo, à, cán bộ quản lý đầu tư trang thiết bị hiện đại vào trong quá trình giảng dạy rồi ra soát cái điều chỉnh chương trình sát với thực tế và cái quan trọng là trường đã tạo được môi trường học tập tốt cụ thể là đưa cái công nghệ hiện đại vào trong giảng dạy tạo những sân chơi cho học sinh sinh viên gắn với cái hoạt động nghiên cứu khoa học rồi xây xếp sắp xếp nhà xưởng theo ba cấp độ để tạo cái môi trường học tập thông thoáng, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp trong quá trình học tập. Trường Cao đẳng Long An xác định nâng cao chất lượng đào tạo và giải quyết việc làm là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và xuyên suốt. qua đó nhắm đến mục tiêu xây dựng và đào tạo đội ngũ lao động ngày càng tiên tiến, phát triển tay nghề năng động sáng tạo hơn cho quê hương đất nước.